Trời ơi là trời, mày đến đâu chạy vô hết hồn mày. Chắc lắm rồi, nay em xin 10 ngàn đi. 10 ngàn lắm gì? Này đi. Có 2 ngàn à? Nè 2 ngàn à? Trời, 2 ngàn sao đủ? Mày làm gì mà 2 ngàn đủ mày? Giờ còn 2 ngàn à? Tài sản của anh là bây giờ là còn nhiêu đó đó? 10 ngàn mới đủ. 10 ngàn làm gì? Trời ơi, để chút anh hai biết đi mà. Hả? Đây 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 đây. Từ từ trả là 2 ngàn. Nhưng mà 10 ngàn làm gì? Trời ơi, chút anh hai biết. Nè, gửi chưa? Trời ơi, là trời, mày lấy 10 ngàn của anh mày đâu mà nãy giờ nửa tiếng đồng hồ mày đem tờ giấy về mày? Gì thiệt á? Thiệt, ạc xuyên lắm luôn kìa. Nhưng mà ạc đâu ra gì? Trời ơi, bạn thân của em bán cho em 10 ngàn nữa này. Á đùa, gớm ghê ông nội. Trời ơi, 10 ngàn chắc ạc bót á, chứ đâu ra mà ạc quyết mày. Trời ơi, chắc chắn nha này luôn, ạc quyết luôn. Có đồ không? Có đồ luôn, đồ xịn luôn. Ê, nhưng mà bạn mày là con gái hay con trai vậy? Con gái hả? Nhưng mà mua ạc này làm gì? Mua ạc này để giờ tặng cho chị May á. Á đùa, Thanh Niên Lâm tặng chị May. À ha, Thanh Niên Lâm tặng người yêu mình đi em ơi. Từ từ. Ăn này ăn này có đồ không? Có đồ đúng không? Cái này đồ xịn lắm luôn kìa. Từ từ, bây giờ mày đưa anh vô review cho mọi người coi. Ok anh em ơi, để xem lạc này bên trong có gì nha. Nhưng mà tặng cho mày đúng không? Dạ. Ok. Hello, hello, lại là mình Sima đi em ơi. Thì sau khi mà tìm hiểu lý do tại sao mà bé Lâm nó mua được cái hạt với giá 10k anh em. Thì thật ra là bản thân nó có một cái hạt phụ anh em ơi. Thì trong lúc mà bản thân nó mua đồ cái gì đó và thiếu 10k anh em à. Và sau đó là đổi cái hạt này với nó là với giá 10k anh em ơi. Thanh Niên Lâm công nhận là cơ hội vái trưởng của anh em à. Chạy về kêu mình đưa bắt buộc là 10 ngàn anh em ơi. Mình tính đâu là nó làm cái gì nhưng mà nó mua cái hạt cũng như là nó tặng May anh em à. Chắc là trong lúc này nó nghĩ là May đang bị mất hàng anh em, rồi nó mua cái hàng này cũng như là tặng cho May luôn. Nhưng mà tôi không biết là như thế nào. Bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ review cho anh em xem là bên trong hàng này có những gì nha. Đầu tiên là tôi thấy level 59 nè anh em ơi. Úi dồi, vãi nồi ganh 4.000 điểm luôn, gớm ghê ông nội. Ok, bây giờ xem là thẻ vô cực anh em à. Thẻ vô cực tôi thấy là có 3 mùa mua trước đó anh em ơi. Đấy, còn thẻ bô gia thì 3 mùa mua luôn nè anh em ơi. Nói chung là mới ra có 3 mùa thôi anh em à, là mua hết rồi. Như đây 10 tuổi không ai theo đuổi, chờ ngủ là trời ảo ma Canada anh em à. Ngày xưa là 10 tuổi là tôi còn xè tay xin tiền, nhưng mà 10 tuổi bây giờ biết yêu rồi anh em ơi. Ok, bây giờ là nhỏ anh em à. Nãy nhanh ganh tôi thấy là 2.65 anh em ơi. Cũng như là từ đó giờ chỉ vẫn được 2.600 kêu thôi. Ok, sự nghiệp tới chiến là cũng được anh em ơi, 55% tỷ lệ sọ anh em à, với lại 10.000 kêu. Rồi, bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ vô phần nhân vật trước nha anh em ơi. Để xem là bao nhiêu nhân vật trong màn này anh em à. 4 này, 5, 6 này, 7, 8 này, 9, 10 này, 11, 12, 13, 14 này, 15, 16 này, 17, 18 này, 19, 20, 21, 22 này, 23, 24 này, 25, 26 này, 27, 28 này, 29, 30, 31, 32, 33, 34 này, 35, 36 này, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 này, 45, 46 này. Ok, tổng hết luôn là 46 nhân vật bên trong phần này anh em ơi. Bây giờ là cái phần bé luôn nha anh em ơi, để xem là bao nhiêu con bé anh em à. 2 này, 3, 4 này, 5, 6 này, 7, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12 này, 13 này, 14 này, 15, 16, 17. Ok, chốt luôn anh em ơi, tổng hết luôn là 17 con bé bên trong phần này anh em à. Nói chung thì như này là quá ok rồi anh em ơi. Bây giờ tiếp theo là cái phần tủ đồ anh em à. Để tôi xem là bên trong phần này có bao nhiêu món đồ gọi là đỉnh cao và ngon anh em à. Xịn xò con bò. Ok, thì tôi thấy là C7 phi vụ chiêu đô cái kiểu anh em ơi. Úi dồi, mũ mưa vịt vàng có luôn anh em à. Vãi nồi căng đét anh em ơi. Úi dồi, cái tóc ẩu chim anh em à. Thề luôn, tôi ám ảnh cực kỳ luôn anh em ơi. Ok, úi dồi, có áo khủng long nhông nhông nữa anh em à. Úi, hơi bị đỉnh luôn ấy. Phi vụ chiêu đô nữa nè anh em ơi. Á đù, được thế nhỉ. À, cái áo vàng này là tôi cực kỳ mê luôn anh em à. Nhưng mà ghi là tôi thì không có. Buồn thật sự luôn anh em ơi. Ok, để xem là có gì nữa không anh em à. 1, 2 này. À, trên kia nó là 3. Là tổng hết là có 3 cái áo đá banh bên trong này anh em ơi. Rồi, bây giờ tới phần quần nha. Tổng hết là 123 cái quần anh em à. Nãy quần thám hiểm nữ luôn anh em à. Hơi bị đỉnh luôn. À, để xíu nữa tôi xem là có quần thám hiểm nam không anh em à. Nãy, hàng này nói chung là cũng có một cái quần đá banh nữ anh em ơi. Đấy, 112 đôi giày cũng như là dép luôn anh em à. Nói chung là 112 là ok rồi anh em ơi. Tổng hết luôn là bên trong này tôi thấy là có 66 cái mặt nạ cũng như là mắt kính anh em à. Đó, nè ông trời gụ là trời, toàn gọi là mặt nạ ảo ma Canada kinh dị luôn anh em ơi. 1, 2, 3 này, 4, 5, 6 này, 7, 8, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14, 15 này, 16, 17 này anh em ơi. Tổng hết là 17 cái mặt nạ nữ anh em à. Rồi, đồ full để xem là có gì anh em ơi. Đồ full tôi thấy là có mỗi bộ đồ đua xe với lại là khủng long gà anh em ơi.
Ok, cuối cùng là một bộ đồ gói đặc vụ Omega anh em à. Nãy bây giờ tới phần hành động nha. Tổng hết luôn là bên trong này có 28 cái hành động anh em ơi. Thì nói chung hành động là như này tôi thấy là khá là ít rồi anh em à. Nhưng mà nói chung là 10k không nên chê anh em ơi. Đấy, 36 cái dù lượng này cũng như là 45 cái ba lô anh em ơi. Ui, ba lô toàn ba lô xỉn không anh em à. Ui, có ba lô heo nữa nè anh em ơi. 38 cái hồng sát là những gì bên trong bằng này anh em à. Đấy, 38 cái. Rồi, bây giờ tới phần... Ui rồi được một cái sợi win của cá chép anh em ơi. À, hổng ma thật sự này. Ok, bắn lướt thì tôi thấy là tổng hết có 38 anh em ơi. À, tiếp theo là tới phần phương tiện anh em à. Đây rồi, cái dàn siêu xe này mà đi đua với mình thôi, lọt xuống mương luôn chứ còn gì nữa. Ok, nói chung là dàn siêu xe này tôi thấy là cũng ok rồi anh em ơi, cũng được rồi. Bây giờ tới phần thông tin nha. 140 cái avatar này cũng như là 188 cái nền anh em ơi. Nói chung là như này tôi thấy là cũng được rồi anh em à, không đến nỗi là quá tệ anh em ơi. Đấy, ui ôi, vãi nồi bản vẽ quá trời luôn rồi anh em ơi. Ủa, trời gấm ghê ông nội, thêm 5 cục đá chế tác nữa nè anh em à. Nói chung là này tôi thấy là quá xịn luôn anh em ơi. Có đá chế tác với lại bản vẽ là ok rồi anh em ơi. Có thể là đổi được đồ anh em à. Ok, bây giờ chắc lẽ là tôi sẽ cho anh em xem nó luôn là phần đồ nam anh em ơi. Đấy, review tận tâm tận tình luôn anh em à. Đồ nam luôn chứ còn gì nữa. Rồi, bây giờ là đầu tiên tôi thấy là lãng khách tím nè anh em ơi. Uầy, tính ra đồ nam mới vô tôi thấy lãng khách tím là hơi bị biếm anh em ơi. Samurai cái kiểu luôn rồi anh em à. Vãi nồi phi bộ chu đô cái kiểu này. À, đầu chai ngủ ngáo luôn anh em ơi. Ui, tính ra lạc này hình như là đầu tư là đồ nam khá là nhiều. Ui, áo khủng long cái kiểu anh em à. Vãi nồi áo bí đá cái kiểu nhóc luôn anh em ơi. Áo samurai của đám đêm cái kiểu luôn này. Ui, tính ra lạc này đồ nam nó còn vip hơn anh em, đồ nữ nữa anh em ơi. Tính ra tôi nghĩ là bạn thân của bé Lâm là con gái mà kiểu chuyên chơi đồ nam anh em ơi, cho nên là đầu tư đồ nam khá là nhiều anh em à. Anh em thấy không? Nãy đồ nam là toàn đồ xịn không anh em ơi. Còn ghi đồ nữ tôi thấy là cũng trung bình anh em à, không đến nỗi là quá xịn, nhưng mà ghi đồ nam tôi khá là bất ngờ luôn anh em ơi. Chắc là bạn này chuyên chơi đồ nam rồi anh em à. Đấy, ba cái đá banh nè anh em à. Rồi, bây giờ là tới phần quần nha. 123 cái quần này để xem là có quần nào gọi là VIP không. À, đây anh em ơi, quần thám hiểm 38 ngày. Đây chính là lý do mà tôi nói là cái quần này rất là hiếm luôn anh em à. Đấy, bạn thân với Lâm là mở không ra vĩnh viễn luôn anh em ơi. Hẻo ma thật sự luôn ấy. Đây, quần trái châu có kiểu anh em à, với lại là một cái quần denim anh em ơi. Rồi, bây giờ tới phần dép với giày nha, để xem là có giày siêu hacker, giày tủ của mình không anh em à. À, chân không có thánh phòng này. Ok, giày trái châu này. Vãi nồi không có anh em ơi, giày siêu hacker tôi không có rồi. Hẻo ma thật sự luôn ấy. Ok, bây giờ tới phần mặt nạ nha anh em ơi. Đấy, mặt nạ với lại là đầu anh em à, để xem là có những gì. Ôi, hai cái này tôi thấy là cũng giống nhau ở chủ anh em ơi. Thì anh em thấy là bên trong bằng này đồ nam khá là VIP luôn anh em ơi. Nhưng mà tôi biết là chắc có lẽ mày không chơi đồ nam đâu. Tại vì mày chính là con gái cho nên là mày chỉ chơi nhật nữ thôi anh em à. Từ ngày mà tôi quen mày tới giờ tôi không thấy mày chơi nhật nam bao giờ luôn anh em. Đấy, 15 cái mặt nạ nam này anh em à. Đồ full tôi thấy là bộ đồ đua xe này, với lại là sát thủ bạc anh em ơi. Cũng như là cuối cùng là khủng long gà anh em à. Rồi, nói chung là phần đầu nam tôi đã cho anh em xem rồi anh em ơi. Nãy đây chính là một cái hàng mà gọi là mới của mày anh em à. Thì anh em có thể là kết bạn với mày với ID game này nha. Rồi, bây giờ là súng nâng cấp anh em ơi. Ui, 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 vãi nồi, thơm son này anh em ơi, AN94. Ui ôi, UMP level 7 anh em à. Ui ôi, vãi cái nồi kinh điển luôn anh em à. Ok, bây giờ tới phần kho vũ khí nha. Để xem là bên trong phần này có những gì nha anh em ơi. Đầu tiên là M41 tôi thấy là có 4 nè anh em à. Cũng như là AK thì có 4 luôn. M4 tôi thấy là có 3 này, cũng như là Sky thì có 4 khẩu luôn anh em ơi. Rộ da thì có 2. Đấy, pha má thì tôi thấy là có 5 luôn anh em à. M8 thì được 2 khẩu này. AN94 thì tôi thấy là có 4 này, cũng như là Phalema thì có 2. AUG thì tổng hết luôn là có 4 anh em ơi. Và cuối cùng là chim bướm cá tôi thấy là có 2 anh em à. Bây giờ tới phần súng trường tầm xa như anh em ơi. Ớt kết đầu tiên là tôi thấy là có 7 này anh em à. Chim gỗ kiến thì duy nhất có 1 khẩu, cũng như là AC80 thì cũng duy nhất 1 khẩu thôi anh em ơi. Bây giờ tới phần súng máy nha. Đầu tiên là M60 tôi thấy là có 2 này, cũng như là súng máy có thì duy nhất có 1 thôi anh em à. Đấy. Ok, bây giờ là tới phần tiểu liên nha anh em ơi. Đầu tiên là UMP tôi thấy là có 7 này. Ui ui, UMP cũng lông nhông nhông luôn anh em à. Ảo ma thật sự luôn ấy. M5 quý quyệt luôn này. Ui, hai cái M5 này anh em ơi. Về đó thì tôi thấy là có 1 này, cũng như là M40 có 2 anh em ơi. B90 thì có 3 này, cũng như là Thompson thì có 2 anh em ơi. M10 tôi thấy là duy nhất có 1, cũng như là Beyond thì duy nhất có 1 luôn anh em ơi. Bây giờ tới phần shotgun nha. M104 đầu tiên tôi thấy là có 3 này anh em à, cũng như là Spad thì có 4 này. Và M157 thì có 1 này, và M7 thì tôi thấy là có 3 anh em ơi. Đấy, cây Choron thì tôi thấy cũng duy nhất có 1 thôi anh em à. Súng ngắm thì AKM tôi thấy là có 3, K98 thì có 2 anh em ơi. Bây giờ là tới phần cận chiến nha anh em à. Nãy chảo có 7 này. Ui ôi, chảo đô la luôn anh em ơi, ngon. Ok, đao thì tôi thấy là tổng hết có 10 anh em à. Ôi, phải cái nồi đao toàn đao xịn không anh em ơi. Căng thế nhỉ.
Gãy bóng chày tôi thấy là có 8 này em à. Gì đây? Gãy bóng chày quan thần kiếm mắng. Phải nội đẹp gì vậy? Rồi bây giờ tới phần kiếm katana nha em mày. Tổng hết là có 6 này em à. Và lưới hái tôi thấy là cũng có 6 luôn em mày. Cuối cùng đó là một cái phi đao anh em à, trái chuối anh em mày. Ẻo vãi chưởng. Rồi nắm đấm nha anh em mày. Nắm đấm thì tôi thấy là bên trong này có long quyền này, cũng như là hỏa quyền anh em à. Nãy tổng hết là có 2 cái nắm đấm thôi anh em mày. Lũ đạn thì có 20 quả này. Ôi dồi vãi nồi lũ đạn thì mít dữ vậy. Nhưng mà không đòi hỏi được anh em ơi. Có 10.000 mà đòi hỏi ẻo ma thật sự ấy. Bơm keo tôi thấy là có 20 luôn anh em ơi. Ok, thì anh em nào mà trùng với bơm keo bên trong hàng này á, thì nhớ là comment với nha. Đây chính là hạt mới của May anh em à. Nãy nói chung thì tôi biết là May mà nhận được cái hàng này là khá là vui luôn anh em ơi. Thì hiện tại là May đang chơi hạt bót cho nên là cũng không có đồ máy anh em. Rồi bây giờ tới phần cuối cùng nha. Quầy không có nỏ anh em à. Mà bí chính tôi thấy là có một skin duy nhất thôi anh em ơi. Cuối cùng là tôi cũng đã cho anh em xem là tất tần tật bên trong mặt mới của May rồi anh em à. Hàng này thì được bé Lâm tặng cho May anh em ơi. Nãy chứ là May lấy làm kỷ niệm luôn anh em à. Thì bây giờ là chắc lẽ tôi sẽ đi hỏi thanh niên mà chủ quân đoàn cũ của mình anh em. Đấy là cái trận đấu mà 44 và 66 là khi nào bắn anh em ơi. Nó hẹn tôi là hôm nay là nó sẽ báo ngày bắn anh em à. Nhưng mà tôi không biết là khi nào anh em à. Thì anh em nào mà kiểu như muốn giúp mình ở trận đấu mà 44 đầu tiên á thì nhắn cho Facebook mình nha. Bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ chuyển qua cái hạt chính tôi, cũng như là tôi nhắn tin hỏi nó anh em ơi. Hồi nãy là tôi thấy hình như là nó đang trong trận hay sao anh em à. Bây giờ chắc có lẽ là tôi chuyển hạt cũng như là tôi đợi nó anh em ơi. Ok anh em ơi, tôi đã xin vô nhóm của thanh niên boss này rồi anh em à. Nhưng mà cái một điều là tôi lúc nào cũng chủ động cũng như là nhắn tin hỏi thanh niên này hết trơn anh em ơi. Nó không bao giờ mà gọi là nhắn tin trước luôn anh em à. Mặc dù là nó đã hẹn tôi là trong ngày hôm nay nó trả lời cho tôi là khi nào mà trận đấu 44 bắn anh em à. Đấy, nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa có nhắn tin gì anh em ơi. Cho nên là tôi sẽ chủ động như là tôi hỏi luôn nha. Hello, trận đấu 44 khi nào bắn anh em à. Đó, tôi sẽ gửi luôn nha anh em ơi. Và anh em nào muốn giúp mình ở trận đấu này á thì nhớ là nhắn tin cho Facebook mình nha anh em ơi. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Ok, tôi hy vọng là trận đấu này tôi tiếp tục cũng như là thắng anh em mà. Và trận đấu 6-6 là lại tiếp tục cũng như là thắng anh em ơi. Tôi phải cho là tin này coi như là mất tất cả luôn anh em mà. Chứ mà nó rất là quá đáng luôn ấy. Ok, tôi nhắn là để team tôi còn chuẩn bị anh em ơi. Như đây, hẹn mày vào ngày mai và team tao 4BC trận đấu 44 đầu tiên. Mẹ vậy chuẩn anh em ơi, nó chơi tận 4BC luôn kìa anh em mà. Nhưng mà ngày mai bắn rồi. Thấy nồi tính ra là tất cả mọi người trên kênh tôi là đa phần chơi bằng điện thoại là nhiều anh em ơi. Bên mày chuẩn bị làm bot cho bên tao bắn. Phải cơ trưởng thật sự luôn anh em ơi. Bây giờ mình chắc lại là chưa biết ai là bot. Đấy, phải nồi nó nói là kiểu làm bot cho nó bắn là như kiểu là mình là một con gà chạy cho nó bắn anh em ơi. Ảo thật sự luôn ấy. Mình hỏi lại là anh em à, PC đúng không? Đấy, để xem là nó trả lời như thế nào anh em ơi. Tôi phải hỏi gõ nếu mà ấy, nếu mà nó chốt đúng là 40C anh em thì sẵn sàng là tôi phải chuẩn bị trước anh em ơi. Đấy, chứ mà 40C này kiểu này chơi không lại anh em à. Đấy, phải dùng chiến thuật anh em ơi. Chứ mà PC mà vừa lú ra cái là bể đầu anh em à. Nó bắn rất là ảo luôn ấy. Tôi đã từng đối đầu với lại là những người PC rồi anh em ơi. Gì, có ý kiến gì à? À, vậy là nó chốt kèo 40C rồi anh em ơi. Ok, bây giờ chắc có lẽ là tôi chết là không anh em à, tức là không có ý kiến gì anh em ơi. Và tôi hẹn nó trận đấu ngày mai anh em à. Thì bây giờ là anh em kiểu như là nhắn tin gấp cho mình nha, để tham gia trận đấu mà 44 giúp mình nha anh em ơi. Còn một trận đấu 66 anh em à. Nhưng mà riêng trận đấu 44 này á, nếu như mà các bạn cùng với Lâm mà thắng trận đấu này giúp mình á, là mình sẽ tặng cho mỗi bạn là 10.000 cương coi như là lời cảm ơn của mình nha. Như đây, còn bây giờ thì cút đi. Phái nồi nó chửi mình cút kìa anh em ơi. Cay thật sự luôn ấy. Ok, từ nãy đến giờ mà anh em chưa ấn like cũng như là đăng ký kênh cho tôi, nhớ là chạy qua nhà bằng sớm ấn like và đăng ký kênh cho tôi nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Thì bây giờ là tới phần câu hỏi như mỗi ngày này, anh em trả lời đúng này cũng như là mình thật kim cương cho tất cả anh em luôn nha. Hãy dự đoán tỷ số trận đấu 44 ngày mai. Đó anh em, như là trả lời đúng này cũng như là kèm theo game nha. Dự đoán đúng anh em à. Đó, và mình tặng cho là mỗi bạn 2 ngày em cương nha anh em ơi. Ngày mai mình sẽ lại quay lại clip này cũng như là xem bạn nào trả lời đúng nha. Ok nha anh em. Thì đừng quên là lên shop Sim biết chúng con mình cũng như là quay em cương nha. Đừng quên mình để phần comment cũng như là phần mô tả nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở video sau.